sống thương yêu hòa bình. Tuần báo phát triển điển năng, tuần báo điển khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, số 1522, ngày 8 tháng 9 năm 2024, chân giác. Chân giác trí an yên tận độ xuyên, thực hành chánh giác quy nguồn cội, chánh tâm tu đạt tiến từ hồi, giải tỏa tâm trần quy một mối. Lương Sĩ Hằng. Mục bé 8, năm 1998. Thưa các bạn, mục bé 8 viết qua tâm không, liên hệ với từ quan của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mục bé 8. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái bé 8. Câu 1. San Jose, ngày 12 tháng 6 năm 1998, 3 giờ 15 phút sáng. Hỏi: làm người cần có sức mạnh tâm linh để làm gì? Đáp: thưa, sức mạnh tâm linh rất cần trong cuộc sống tại mặt đất để tự tránh mọi sự cám dỗ không cần thiết. Kệ: tâm linh là vốn của trời độ, thực hiện nam mô tự bước vô. Vũ trụ càn khôn khai lớn rộng, vô cùng tiến hóa chẳng mơ hồ. Câu 2. San Jose, ngày 13 tháng 6 năm 1998, 7 giờ 5 phút sáng. Hỏi: chúng sanh đều có sự sống như nhau, có phải không? Đáp: thưa, chúng sanh đều có sự sống như nhau bằng hơi thở liên hệ cùng trời đất. Đối với người tu, lại càng thấy rõ hơn, cuộc đời là tạm bợ, đua nhau tranh giành quyền lợi, cuối cùng cũng phải đi đến chỗ cáo chung là bệnh tử. Cũng phải buông xuôi tất cả nghiệp lực mà ra đi với hai bàn tay không, chẳng nắm bắt được một việc gì trong tay. Người tu chân ý thức được điều này, tự buông bỏ tất cả những sự liên hệ dính líu trong nội tâm, hướng tâm về thanh tịnh mà tu thì mới đúng đường. Kệ: thương trời nhớ Phật tự gieo gương, hành pháp tự tu tự mở đường. Trí óc phân minh không luyến tiếc, trì tâm tu luyện sống khiêm nhường. Câu 3. San Jose, ngày 14 tháng 6 năm 1998, 1 giờ 15 phút sáng. Hỏi: làm sao tự hại được? Đáp: thưa, tự gây một tập quán xấu là tự hại mà không hay. Kệ: tâm linh bắn mất tạo bầy hầy, khó khổ tự cam mất dịp may. Trí tuệ không khai nan phát triển, khó thông chân lý khó đổi thay. Câu 4. San Jose, ngày 15 tháng 6 năm 1998, 2 giờ 15 phút sáng. Hỏi: tương ngộ chân tình là sao? Đáp: thưa, tương ngộ chân tình là không mong muốn lại được gặp thỏa mãn trong nội tâm, không vui, không buồn, tỏ bày sự thật không tính toán,
kệ, giao hành thanh tịnh, trí tâm yên, kết quả vui chung chẳng có phiền, tâm đạo tràn đầy duyên tốt đẹp, thâm tình cởi mở tự mình xuyên. Câu 5, Montreal ngày 16 tháng 6 năm 1998, 6 giờ 15 phút sáng. Hỏi, nguyên lý thanh cao là gì? Đáp, thưa, nguyên lý thanh cao là hoàn toàn thoát tục. Kệ, vươn lên đến cõi vô cùng, thoát tục tâm linh rõ chuyển vùng, thanh tịnh vui hành trong tận thức, chân thành đạt pháp rõ từ vùng. Câu 6, Montreal ngày 17 tháng 6 năm 1998, 6 giờ 15 phút sáng. Hỏi, thanh tịnh độ tha là sao? Đáp, thưa, sự thanh tịnh độ tha là phải tự giúp nghiệp tâm, trí sáng tâm minh, thực hành ban chiếu khắp nơi nơi như mặt trời quang chiếu. Kệ, trong sáng minh tâm từng chuyển chiếu, nẻo đường chơn lộ đạt thanh điều, phân minh đời đạo tình giao cảm, lý vững đường tu đạt thức nhiều. Câu 7, Montreal ngày 18 tháng 6 năm 1998, 6 giờ 5 phút sáng. Hỏi, muốn học pháp trường sinh thì phải học làm sao? Đáp, thưa, muốn học pháp trường sinh thì phải học nguyên lý của trời Phật, tức là giải bỏ tất cả sự ô trược của nội tâm và nội tạng thì mới phù hợp với nguyên lý đương sinh, mọi chiều sẽ được phát triển. Kệ, nhẹ nhõm mọi chiều xuôi thuận tiến, hướng thanh giải trược tự giao liên, hình thành chân pháp tùy duyên thức, lĩnh hội trời cao chẳng lụy phiền. Cùng đọc thơ Đức Thầy, bài thơ Tứ Cố Bơ Vơ Thân. Một mình học cách kiểm thân, nghe lời Phật giảng tự lần tiến lên. Một mình sống với cái mền, thấy mình thanh nhẹ tạm quên nợ trần. Âm thanh lãng vãng rất gần, ai đây không thấy góp phần dựng xây. Tâm ta ôm ấp nhớ Thầy, thấy mình sáng suốt, ngày ngày dưỡng tâm. Cha lành ban bố siêu âm, kêu trời, trời biết, tự thầm hòa tan. Do đâu mới được sáng an, do đâu có cảnh cơ hàng sửa tâm. Thương người tại thế đang lầm, tưởng là cảnh tạm đã tầm đến nơi. Luật sanh sanh hóa của trời, nhờ đời học hỏi đạt nơi dung hòa. Chồng con rồi cũng phải xa, cha trời không vắng mới là đến nơi. Khuyên người đa cảm ai ơi, hòa tan tâm thức, đạo đời không ly. Hồn ta thức giác một khi, bền tâm vững chí, ta thì đạt thông. Lương Sĩ Hằng, trên không trung American Airlines, ngày 21 tháng 7 năm 1981. Sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình.